Với sự có mặt ở trong top 3 của chương trình Việt Nam Idol thì thực sự là Việt Thắng cảm thấy như là đang mơ vậy. Ở những năm trước, mình cũng đã từng xem những clip của anh chị qua TV hay là qua máy tính. Và lúc xem như vậy và mình cũng đã nghĩ là nếu giá như mà mình có được đứng trên sân khấu như vậy, hát những ca khúc như thế, sống trong cái bầu không khí như vậy mà được mọi người vỗ tay như thế thì thích lắm nhỉ. Và được có mặt ở trong top 3 như này thì thực sự là một điều mà Việt Thắng không thể ngờ tới được. Khi mà được nghe tin là có mặt trong top 3 và sẽ được một nhạc sĩ viết dành tặng riêng cho mình một ca khúc thì thực sự là mình cảm thấy rất là vui, háo hức và rất là xúc động. Lúc mà nghe anh Huy Tuấn nói là sẽ viết bài cho cậu bé tên là Việt Thắng này, mình mới tìm hiểu một chút thì thấy là cậu ấy rất là dễ thương và cũng khá là đa tài nữa. Đặc biệt là trong giọng hát của cậu ấy có một cái gì đó nghe nó rất là nam tính, nó rất là thật thà. Cho nên là Hoàng Tôn đã quyết định viết tặng cho cậu một ca khúc để nói về cái sự cảm ơn của một người ca sĩ đối với lại những người khán giả luôn yêu mến mình. Qua sự góp ý của anh Hoàng Tôn thì đã giúp mình tìm được ra những cái nốt, phá cách hay là những cái điểm luyến để có thể là làm cho ca khúc hoàn toàn là của mình. Hoàng Tôn không ép cái người ca sĩ hát bài của mình phải xử lý theo cách của mình, bởi vì như thế thì nó sẽ là Hoàng Tôn hát rồi chứ không phải là Việt Thắng hát nữa. Hoàng Tôn muốn Việt Thắng chỉ cần biết bài này thôi và Việt Thắng cứ thể hiện theo cái cách mà Việt Thắng muốn thể hiện. Anh chúc Thắng thật là bình tĩnh, tự tin và luôn luôn thoải mái là chính mình nhất, giống như cái lời bài hát mà anh viết đó. Chúc em thành công. Mình rất mong chờ sự đón nhận, hưởng ứng cũng như là những lời khen của mọi người dành cho ca khúc của mình. Con đường dài đã mang tôi đến đây, bao trải nghiệm đưa tôi đến tối nay. Và tôi thấy ánh sáng lấp lánh như mùa, vì sao đang soi chiếu tôi. Ai cũng cần yêu thương để tốt hơn, ai cũng cần học được cách biết ơn. Dù vẫn phải cố gắng thật nhiều nhưng tôi cảm thấy trong tôi cuộc đời thực sự may mắn khi tôi được sống đúng với chính mình, khi tôi được làm theo đam mê của chính tôi. Tôi đang hát vì bao nhiêu những người luôn yêu mến tôi. Tôi đang hát vì đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Vì tôi là chính tôi, không thể khác đâu nên đừng cố để thay đổi tôi. Tôi đang hát dành cho tôi và cho mọi người. Con đường dài đã mang tôi đến đây, bao trải nghiệm đưa tôi đến tối nay. Và tôi thấy ánh sáng lấp lánh như mùa, vì sao đang soi chiếu tôi. Ai cũng cần yêu thương để tốt hơn, ai cũng cần học được cách biết ơn. Dù vẫn phải cố gắng thật nhiều nhưng tôi cảm thấy trong tôi cuộc đời là sự may mắn khi tôi được sống đúng với chính mình, khi tôi được làm theo đam mê của chính tôi. Tôi đang hát vì bao nhiêu những người luôn yêu mến tôi. Tôi đang hát vì đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Vì tôi là chính tôi, không thể khác đâu nên đừng cố để thay đổi tôi. Tôi đang hát dành cho tôi. quá trông gai sẽ nôn nhớ mãi những tiếng nói bên tai. Nào hãy cố gắng vượt qua, bạn có thể làm được, được tương lai đang ở phía trước. Và giờ đây tôi xin nói nên lời cảm ơn, lời cảm ơn. Tôi đã hát vì bao nhiêu những người luôn yêu mến tôi đã hát vì đam mê cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Vì tôi là chính tôi, không thể khác đâu nên đừng có nên thay đổi tôi đã hát dành cho tôi và cho một số một người. Xin chúc mừng Việt Thắng, chàng trai mang mã số bình chọn 7. Thưa quý vị có thể soạn tin 7 gửi về tổng đài 6370 để ủng hộ cho Việt Thắng, và đặc biệt với ca khúc vừa rồi do nhạc sĩ Hoàng Tôn viết tặng cho Việt Thắng. Và với phần trình diễn này, chúng ta hãy cùng đến với những ý kiến đầu tiên của ca sĩ Thu Minh. Em á, lại đây. Cứ bình tĩnh em ơi, chị không có roi đâu. Lại sát đây. Đây đây. Cảm ơn chị ạ. Rồi anh cứ quay trở lại đây. Chưa biết là điều gì tiếp theo đâu. Bình tĩnh này. Em có biết là rất là nhiều đêm em được cứu vào nhờ vô tình của khán giả không? Dạ, em biết ạ. Và tối hôm nay em xứng đáng. Chúc mừng Việt Thắng, cảm ơn chị ạ. Đây là một lời, chị xem đây là một lời cảm ơn thiết thực và chân thành nhất và cảm xúc nhất của em dành cho những người khán giả, những fan hâm mộ mà đã vote cho em suốt bao nhiêu tuần nay để em có mặt trong top 3. Và một lần nữa, xong tiết mục này, chị nghĩ rằng là em phải nhắn tin cảm ơn Hoàng Tôn nhé. Tôn viết bài này cho em rất là tốt. Và cái câu chị rất là xúc động khi nghe cái câu rằng là tôi đang hát về những người em nói, chị muốn một lần nữa em nói cái câu đó ra cho chị nào. Tôi đang hát vì bao nhiêu những người luôn yêu mến tôi. Đấy. Tôi đang hát về, đúng với cảm xúc và với tâm trạng, với tất cả những gì mà chị cũng giống như mọi người luôn trông đợi ở em suốt bao nhiêu tuần nay. Chị rất là vui nhá, em cố gắng lên nữa cho chị. Cảm ơn chị. Chúng tôi xin được chung vui với niềm vui của chị cũng như là của Việt Thắng và nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Em ấy, lại đây. Gần nữa. Rồi bây giờ thì anh giải thích vì sao đi ạ? Vì sao hả? Tại vì cứ các tuần trước cứ phập phà phập phù ấy, làm tôi cứ rớt hết cả tim, ngồi ở dưới nghe. Và hôm nay cũng lại như vậy. Nhưng mà ít ra ấy, thì nó đã khá hơn rất là nhiều những cái tuần trước. Và đúng như chị Thu Minh nói ấy, là em xứng đáng có mặt ở top 3. Và cũng đúng như chị Thu Minh nói luôn, cũng đúng ý anh là anh nghĩ rằng là Hoàng Tôn không thể có một bài hát nào phù hợp hơn dành cho em. Bởi vì bạn đã gần như là viết riêng cho em từng cái nốt một. Thành ra là em khá là thoải mái đối với bài hát này. Mặc dù nó vẫn có tí phược phù, vẫn có tí lo lắng của anh trong đó. Nhưng mà mà hôm nay hát cảm xúc lắm. Hát rất là nhẹ nhàng, tự nhiên và đúng với chất, với con người của mình, với thế mạnh của mình. Chị rất là thích những cái câu feel của em. Nó sạch sẽ, tự tin, rất là Việt Thắng. Và thôi không khen nữa, đi về chỗ. Anh Kiều có gọi lại không thì bảo đừng em lại nữa. Đi về đây đi. Nào xin mời anh Bằng Kiều, anh có gọi bạn đến lại thì anh gọi nốt đi ạ. Em đứng ngay đấy. Không, cái này trước khi mà anh nhận xét về Việt Thắng thì cho em hỏi giám đốc âm nhạc là cái bài vừa rồi có độc quyền không anh? Thôi chết rồi. Hoàng Tôn viết không biết là chương trình có mua riêng cho Việt Thắng độc quyền không, là bởi vì bài này ấy, em thấy là giống như viết cho em thì đúng hơn. Thôi xong. Xong rồi. Giám khảo Việt Nam Idol cạnh tranh trực tiếp với các thí sinh. Dạ vâng. Thực ra mà nói thì em hát ngày hôm nay là thay cho cái lời nói cho tất cả những ca sĩ đứng ở trên sân khấu mà được sự yêu mến của khán giả. Em làm cái điều này rất tốt trong ngày hôm nay. Vì nó đúng như là chị Thu Minh nói, nó rất là Việt Thắng. Cái đó là cái mà lý do mà để cho em có được sự yêu mến của khán giả. Em đứng ở đây ngày hôm nay trong top 3. Bài hát này nó anh hy vọng là nó sẽ là giống như một quốc ca của ca sĩ. Nó luôn luôn sẽ sống để giống như một lời cảm ơn của tất cả đồng nghiệp của chúng ta đứng ở trên sân khấu cảm ơn khán giả. Và ngày hôm nay thì em đã thay mặt cho ít nhất là anh với chị Thu Minh ở đây để cảm ơn tất cả mọi người rất tốt. Cảm ơn em. Xin cảm ơn anh.